Hôm nay là cuối tuần mình sẽ bày một cái món ăn lạ lạ mà ngon ngon nhưng thực ra lại rất là quen thuộc, là thịt nướng rìa mẻ. Nhưng mà ở đây mình không dùng thịt ba chỉ mà mình lại dùng cái miếng, cái phần thịt này là phần thịt ở cái phần sườn của con lợn. Và cái phần sườn của con lợn là mình đã chỉ lấy cái phần thịt thôi, còn phần sườn ở phía dưới có dính với thịt là đấy thì mình không lấy. Và cái phần thịt này thì theo kinh nghiệm của mình ăn nó rất là giòn, lại mềm, vừa giòn vừa mềm lại ngọt, cho nên mình đã nhờ người mua. Ở đây khoảng 600 gram thịt mà mình sẽ nướng cả mảng luôn. Để nướng cái món này thì mình sẽ nướng theo kiểu giềng mẻ, thì mình vẫn áp dụng cái công thức nướng của giềng mẻ thôi, nhưng mà vì nướng cả mảng cho nên mình sẽ phải khía thịt vào sâu khoảng gần một lửa, sau mình lại khía mặt sau như vậy để cho thịt của chúng ta nó dài và nó mềm hơn. Vậy trước tiên là mình sẽ nói về nguyên liệu trước đã nhé, sau mình sẽ khía thịt để các bạn nhìn nhé. Ở đây nguyên liệu để làm món thịt nướng giềng mẻ này gồm có này, trước tiên là mẻ, tùy theo các bạn ăn được chua đến mức nào mình cho mẻ nhé. Ở đây mình dùng khoảng một thìa đầy thìa ăn phở này, một thìa cà phê, mắm tôm này, mắm tôm mình cho ít thôi, đường khoảng nửa thìa ăn phở, giềng khoảng 1,5 thìa ăn phở. Đây là bột nghệ khoảng 1 thìa cà phê. Và đây là hành tím. Hành tím ở đây mình dùng là 1 thìa ăn phở đây các bạn ạ. Và gia vị để cho món ăn này thì các bạn sẽ dùng cho mình là, một là các bạn chỉ dùng 1 thìa hạt lêm, hoặc là các bạn dùng muối. Muối này cho mình, muối đây là mình dùng khoảng 2 thìa cà phê. Vì thịt lợn rất là nhiều nên mình dùng hơi nhiều muối một chút. Mình không dùng bột ngọt nữa vì mình là dùng đường rồi. Bây giờ trước tiên mình sẽ đi làm cái miếng thịt này. Thịt này thì mình đã sơ chế sạch rồi. Bây giờ mình chỉ sẵn khía thôi. Đây. Mình sẽ nướng cả mảng này, khi mà ăn ấy thì các bạn sẽ cắt ra. Đây các bạn khía cho mình. Đây các bạn khía như này. Cuối tuần các bạn làm này nó lạ miệng một chút mà ăn rất là ngon. Nhà mình thì hôm nay rất là đông người. Mình ngoài món này ra mình làm rất nhiều món, nhưng mà có một món này nó lạ lạ một chút. Cuối tuần cho nên các ông, các bà, các anh, các chị đến rất là đông. Đây các bạn. Và sau các bạn cũng khía như vậy cho mình. Này để nó ngấm gia vị. Và khi ăn thì các bạn thái thật mỏng ra cho mình. Các bạn khía vào khoảng 1/3 nhé, hoặc là một lửa. Rồi các bạn có thể khía ngược lại một chút như này, nhưng không khía nhiều, chỉ ngược lại một chút này thôi. Chỗ này dày thì khía sâu hơn một chút, để mình ướp cho nó dễ ướp mà. Đây, ngược lại một chút như vậy. Rồi bây giờ đến công đoạn ướp. Khía sâu như này thì thịt chúng ta mới ngấm đều gia vị. Đây các bạn nhé, đến công đoạn ướp thì trước tiên là các bạn ướp cho mình này, đường này, muối này, hành tím băm nhỏ này, nghệ này, bột nghệ này và giềng. Ướp tất cả những cái này lại. Các bạn ướp trước khoảng 10 đến 15 phút nhé. Còn cái mẻ với cả cái tôm thì mình ướp sau, vì ướp trước thì nó sẽ chảy nước. Mình ướp tổng thời gian là khoảng 30 phút, thì mẻ trước khi nướng khoảng 10 phút thì mình sẽ ướp mẻ với mắm tôm. Mà để ướp mẻ với mắm tôm thì trước tiên các bạn phải cho mẻ chúng ta lọc qua với cái dây, cho một chút nước vào lọc để cho mẻ của chúng ta sẽ hết cái phần cơm mẻ đi, chỉ còn cái nước mẻ thôi. Hôm nào mình rảnh mình sẽ hướng dẫn cái clip về làm mẻ nhé, tươi nhé, vì nhiều bạn rất thích ăn mẻ nhưng mà mua ngoài chợ mẻ thì các bạn không yên tâm ấy, thì các bạn có thể tự làm cơm mẻ tại nhà. Hôm nào mình rảnh mình sẽ hướng dẫn, mình học được từ mẹ mình. Rồi mình bóp này nó ra ngấu như này, rồi mình sẽ để rồi mình sẽ đi làm mẻ, lọc mẻ. Đây đối với cái phần
mẻ và mắm tôm thì các bạn để ra đây nhé. Tí nữa mình sẽ cho trộn vào cùng với mẻ sau. Và bây giờ mình sẽ cho mẻ vào một cái bát nước nhỏ xíu này. Các bạn bóp mẻ. Bóp này, cho một chút nước như này thôi nhá. Hoặc là các bạn có thể cho ít nước hơn cũng được. Bây giờ mình lấy cái dây để mình đổ vào. Đổ mẻ vào cái dây, hứng luôn vào cái bát nước con đúng không ạ? Rồi các bạn dùng tay các bạn bóp để mình lấy một chút nước mẻ chua như thế này. Tí nữa mình có thể trộn hết cái chỗ mẻ này hoặc là các bạn trộn hơn một nửa thôi. Vì chua quá ăn cũng không ngon. Tùy theo khẩu vị của gia đình thôi. Rồi, được có một bát nước mẻ rồi. Rất là ngon như này rồi. Mình đợi thêm khoảng 10 phút nữa thì khi thịt của chúng mình ngấm được gia vị thì lúc đấy mình sẽ cho mẻ vào nhé. Các bạn cho mẻ sớm quá thì sẽ bị chảy nước, sẽ không ngon đâu. Và mắm tôm cũng vậy. Bây giờ mình đợi nhé. Bạn ơi, sau khoảng được 15 đến 20 phút mình ướp này rồi, mình sẽ cho nước mẻ vào nhé. Nước mẻ thì mình lấy cái phần ở dưới nó đặc hơn này. Mình cho một nửa vào thôi. Còn cái nửa trên mà ít nước mẻ hơn thì mình bỏ đi. Và các bạn cho mình một thìa cà phê. Mắm tôm mà. Mình sẽ đảo đều nhé. Mình sẽ lấy bao tay mình đảo cho nó kỹ. Cái nước còn lại này các bạn để lại lúc mà mình đứng, mình có thể pha thêm một ít dầu ăn mình phết lên trên ấy, cho nó đỡ khô thịt và không bị cháy ấy. Cái nước mà mẻ mà rơi ra như này và nước có mắm có bột canh và các cái riềng mẻ nó rơi ra như này. Miếng thịt nó hơi to nhưng các bạn ướp cho mình tổng thời gian khoảng là từ 30 phút nhé. Còn nếu mà các bạn sợ nó để ngoài không tốt ấy thì thịt của chúng ta sẽ hỏng ép thì các bạn sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh các bạn cất nhé. Trong khoảng nửa tiếng các bạn bỏ ra ấy. Bây giờ mình ướp thêm 10 phút nữa. Tổng cộng thời gian ướp từ 25 đến 30 phút. Với bình thường mình ướp như vậy. Còn nếu mà các bạn có thời gian thì các bạn cất vào trong tủ lạnh 2-3 tiếng cũng được hết. Rồi bây giờ đợi một chút. Muốn màu sắc đẹp hơn thì các bạn có thể cho một chút dầu điều vào nhé. Các bạn ơi, mình sẽ dưới một chút dầu điều cho nó đẹp nhé. Mình hết dầu điều, còn khoảng một thìa như này mình dưới lốt vào. Dầu điều mình tự làm cho nó đẹp màu các bạn. Còn nếu mà các bạn có nhiều dầu điều hơn thì các bạn cho 2-3 thìa cũng được. Vì món thịt này là món thịt không phải thịt ba chỉ cho nên cái phần mỡ nó rất là ít. Nên các bạn có thể dưới thêm 2 thìa dầu ăn nữa vào thì để khi mình nướng ấy, nó sẽ không bị cháy ấy. Cái thời gian nướng nó cũng lâu vì mình là nướng thịt cả miếng. Còn nếu mà các bạn không dưới dầu ăn thì khi mà nướng thì các bạn sẽ phải cho rất nhiều dầu ăn phết lên trên. Mình sẽ cho khoảng 2 thìa dầu ăn nhé. Rồi. Khi nướng mình đỡ phải phết nhiều lần nhé. Vì nó có dầu ăn rồi nó sẽ không bị cháy. Rồi, bây giờ mình sẽ đợi khoảng 10 phút sau mình quay lại nhé, mình đi nướng nhé các bạn nhé. Sau khoảng 10 phút là mình sẽ mang đi nướng luôn các bạn nhé. Chuẩn bị một cái lò nướng nhé. Các bạn có thể nướng bằng lò điện như này hoặc là nướng bằng bếp than hoa là ngon nhất. Hoặc là các bạn nướng bằng lò nướng lớn. Còn đây là bếp điện than hoa, bếp điện thường của mình. Bây giờ mình sẽ cho nửa ở cái mức trung bình thôi. Khi mà bắt đầu xém các mặt rồi thì mình sẽ cho nửa mức nhỏ nhất. Để nướng miếng thịt to như này, như mình đã khía như này rồi thì mình sẽ phải mất khoảng nửa tiếng các bạn. Nhưng mà các bạn chịu khó lật đi lật lại nhé. Thì thịt nó sẽ chín đều và không bị cháy. Và cái phần nước còn lại đây này, gồm có dầu ăn này, nước mẻ này, nghệ này, riềng này, hành thơm này, các bạn để lại tí nữa khi mà khô quá mình sẽ phết lên trên nhé.
khoảng 3 đến 5 phút các bạn lật một lần nhé. Bạn dàn một chút này ra cho cái phần thịt của chúng ta nó dàn đều ra thì bên trong nó sẽ chín hơn. Rồi, bây giờ mình cứ đợi khoảng 3 phút sau mình sẽ lật lại. Mình sẽ lật trở lại này các bạn thấy không, khi lật một lần đã được như thế này rồi mình cứ luống tầm khoảng 30 phút là được, là nghĩa là lật mỗi bên khoảng 3-4 lần là được, khi mà thịt của chúng ta vàng và thơm là được. Đây cái này là cái mặt bên ngoài đã chín xém rồi và bên trong này còn lâu mới chín nên mình cứ lật phải vài lần như vậy nó sẽ chín được. Mình khía như này thì gia vị nó sẽ ngấm rất là đều ở trong và thịt lại chín, và khi ăn thì mình cắt từng miếng ra sẽ rất là hấp dẫn các bạn ạ. Cuối tuần rảnh mới làm được những cái món ăn như thế này các bạn. Mặt thịt chưa khô cho nên mình không cần phải dưới mỡ lên nhé các bạn nhé. À, dưới cái nước ướp lúc nãy lên đâu. Đây là mình lật lần thứ hai đấy các bạn ạ. Mặt này thì mình sẽ dưới một chút lên cho nó ngấm vào bên trong. Các bạn đừng ướp hạt tiêu nhé, vì ướp hạt tiêu thì nó sẽ làm cho thịt của chúng ta khi nướng này sẽ bị cháy. Hạt tiêu mà cháy thì không hề tốt cho sức khỏe, cho nên các bạn đừng ướp hạt tiêu. Khi ăn các bạn có thể pha nước chấm và các bạn cho ít hạt tiêu cũng được nếu các bạn thích ăn hạt tiêu ấy. Còn khi mà nướng thì các không nên nướng hạt tiêu. Rồi đây, 3 phút sau mình lại quay lại, mình lại lật tiếp nhé. Lật đến khi bao giờ chín thì thôi, theo kinh nghiệm thì mình lật khoảng 3 lần là được. Khi thịt mà mình thấy nó hơi khô một chút là mình dưới luôn nước vào nhé các bạn nhé. Cái nước sốt này vào nhé, để cho thịt của chúng ta vừa ngấm gia vị mà lại còn sẽ không bị cháy. Và cho các bạn nhớ là các bạn nướng thì chỉ để lửa mức trung bình ấy nhé. Chứ đừng cho lửa to sẽ rất là dễ cháy mà lại không chín đều. Rồi mình sẽ không quay nữa, và tí nữa chín thì mình sẽ quay nhé. Các bạn xem cái thành phẩm nó. Lúc nào gần chín mình bỏ ra mình sẽ quay. Các bạn ơi, thịt của chúng ta như này là được rồi đấy ạ. Mình để nhìn bên kia bên trong cũng không hề bị đỏ nữa rồi. Và chín đều, chín tới như này là được rồi. Và bên ngoài vàng rất là đẹp như này rồi. Mình sẽ tắt bếp nhé. Và mình cho ra đĩa. Và mình sẽ cắt cho các bạn nhìn thấy nhé. Rất là đẹp rồi. Bây giờ mình sẽ gấp ra đĩa nhé. Và mình mang ra để mình cắt. Ăn nóng mới ngon các bạn. Nhìn này, rất là đẹp, rất là hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ cắt thịt nha các bạn nha. Các bạn nhìn thấy không? Bên trong không hề còn đỏ nữa, mà thịt chín rất là đều như này. Và không đỏ mà thịt lại mềm, bên ngoài thì thịt lại cứng. Mình sẽ lấy một cái đĩa nữa, mình sẽ bày ra luôn. Cắt theo cái đường mình cắt này các bạn, đường khía này thì rất dễ cắt. Đây, mình sẽ bày lên ra đĩa. Rất là ngon như này rồi. Các bạn bày như này hoặc là bày thẳng như này thì nhìn miếng thịt sẽ đẹp hơn, nó sẽ vàng hơn. Bây giờ mình sẽ cắt lốt nha các bạn, rồi mình bày lên đĩa nhé. Bày luôn, ăn luôn các bạn ạ. Các bạn có rau sống các bạn kẹp vào thì rất là ngon. Là chấm mê nước mắm, không được mặn quá, nước mắm. Cho một chút chanh, chút đường, chút ớt, chút mắm. Quặn một chút bún này, một chút gỏi chua ngọt này. Và rau sống, xà lách, rau mùi. Rồi sau các bạn quặn lại, các bạn chấm mê nước mắm này ăn sẽ rất là ngon. Đợi mình cắt xong rồi mình bày đĩa nhé. Mình sẽ quay lại cảnh cho các bạn xem. Các bạn ơi, đây là đĩa thịt nướng. Khi nướng xong rất là thơm ngon như này rồi. Bây giờ mình sẽ đi thưởng thức nhé. Mình sẽ ăn thử nhé các bạn nhé. Thịt này rất là giòn, rất là ngọt. Rất là ngon các bạn. Chúc các bạn thành công với món thịt nướng này nhé.